Hello, chào các bạn Hôm nay mới phát hiện ra một phát hiện mới các bạn ạ. Phát minh mới Ăn một cái kẹo này sẽ biến đổi được cái giọng nói của bạn Nói nó sẽ vang hơn Và tiếng nó như từ tiếng người ngoài hành tinh luôn Tết chứ. Ăn thử Cái kẹo lạc nhé ấy bây giờ giọng mình nói nó vang chưa Đấy, xin chào các bạn chào mừng các bạn đến với channel của mình giọng vang chưa vang vãi đẹp luôn Đó, nghe này có phải sướng không sướng hơn là so với giọng bình thường đúng không và ăn một cái nữa sẽ biến thành giọng robot luôn ăn cái Rồi. Đấy, bây giờ, bây giờ giọng mình có giống giọng chị Google chưa? Quá chuẩn luôn. <laughs> nghe hay đúng không? Nghe giọng này thế nào? Búng tay phát cũng có thể biến đổi giọng luôn. Từ giọng đang giọng chị Google eo éo này biến thành giọng robot trầm ấm luôn. Đấy, đấy, bây giờ các bạn nghe thế nào? Nghe như Nghe như này có phải sướng không? Nghe giọng ồm ồm giống giọng robot transformer ấy. <laughs> đúng rồi. Đùa ấy không phải đâu à, Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn à, Làm thế nào để à, Tạo cái độ vang cho cái Giọng đọc, giọng nói của bạn Bằng phần mềm Filmora 10 Và à, hướng dẫn các bạn làm thế nào để Chuyển cái giọng nói thành cái giọng robot Hoặc là giọng Eo éo thôi, giọng khác Ok, bây giờ sẽ đi vào phần mềm Ok, đây là mình đang Ở trong Filmora nhé Đây là cái intro này Intro mình... À... <laughs> mình làm vui vui. À, thì cái này sẽ có hai phần, một phần là các bạn đổi giọng, đổi giọng, tức là đổi tông, nó gọi là pitch ở trong phần mềm đổi tông là một, cái thứ hai nữa là tạo cái độ vang, độ vang của video, à, độ vang của tiếng hay là còn gọi là echo effect à, thì nó rất là đơn giản thôi. Đây mình sẽ xóa cái này đi nhé, xóa cái timeline này đi. Sau đó mình sẽ kéo cái video mà mình, à, đây mình vừa khóa cái này kéo cái video mà mình vừa làm xuống đây video ví dụ à, đầu tiên ấy à, để đổi tông đổi tông ví dụ cái đoạn này à, mình sẽ đeo cái tai nghe vào không thì nó lại không rõ à, đoạn này ví dụ đoạn này mình muốn đổi tông nhé đổi tông giọng này à, chào các bạn à không đoạn này ăn kẹo lạc đến đoạn này đi đoạn này mình muốn đổi tông giọng đúng không à, mình sẽ cắt ra à, cắt ra cắt cái đoạn mà audio tức là cắt cái đoạn video mà mình muốn đổi tông thì bây giờ mình còn cái cái khoảng này bây giờ mình sẽ đi đến cái bộ phận audio tức là audio editor tức là đến phần adjust audio nhé đấy đến phần adjust audio thì cái này rất là dễ đây là giọng nói bình thường này đấy, các bạn nghe lại giọng nói bình thường nhé đấy bây giờ giọng mình nói nó vang chưa đấy, xin chào các bạn chào mừng các đó, đây là giọng bình thường thôi Thì để đổi sang cái giọng trầm hoặc là giọng eo éo Giọng cao thì các bạn sẽ đi đến phần này Nó gọi là phần pitch uh, Pitch nó là, là tông giọng đấy Thì bây giờ mình nếu như bạn kéo nó về bên trái này Đổi này, kéo bên trái Ví dụ thường ấy mình để trừ 4 Trừ 4 thì nó giọng nó sẽ ồm ồm như giọng người ngoài hành tinh Giống như là các bạn mà tua chậm video ấy Thì nó sẽ hiệu ứng là như thế Đây, đơn giản đúng không? Đấy, bây giờ giọng mình nói nó vang chưa? Đấy, xin chào các bạn Chào mừng các bạn đến với channel của mình Đó, đây là giọng giọng trầm Còn nếu như là các bạn muốn nó giọng nó cao giống chị Google Thì các bạn nhập vào cộng 5 5 hoặc 6 đấy Tức là các bạn tăng cái pitch này lên Rồi Enter Thì kéo cái thanh này về đây cũng được Đây bây giờ sẽ giọng nó sẽ giọng như là kiểu giọng Google Đây là giọng mình nói nó vang chưa đây, Xin chào các bạn Chào mừng các bạn đến với channel của mình Giọng vang chưa vang vãi thẻ luôn đó, nghe đấy, đấy rất, rất đơn giản. Thế còn để mà tạo ra cái độ vang của cái tiếng ấy thì đây ví dụ à, cái clip này nhá. À, okay. à đây vẫn cái đoạn này mình sẽ xóa effect đi, à, mình sẽ delete effect đi. À, cái đoạn này mà mình, mình muốn nó là cái tiếng của mình nó vang, à, tức là tạo ra cái độ vang của tiếng nói ấy thì bây giờ mình sẽ làm theo bước như này. Đầu tiên à, là bạn phải tách cái tiếng ra. Để tách tiếng ở trong Filmora, bạn kích chuột phải, sau đây bạn à, chọn cái này, detect audio. Đó, đi tách audio thì bây giờ nó sẽ tạo cho bạn một thêm một cái track mới uh, một cái track audio uh, cái track này bạn không làm gì cả uh, bạn chỉ copy nó thôi bạn nhấn con chôn c hoặc là bạn uh, chọn cái audio này bạn nhấn con chôn c hoặc là bạn uh, kích chuột phải và bạn chọn copy Đó, bây giờ bạn sẽ việc uh, thứ hai là bạn sẽ phải đưa cái này nó về đầu của cái cái audio này cái đoạn đầu này thì để dễ hơn đấy thì các bạn nhấn phím shift home nhé shift home nó sẽ đưa cái kim thời gian về đầu Đó, sau đấy là bạn khóa cái track này lại À, sau đó bạn nhấn Ctrl V để dán tức là bạn dán một cái gọi là một cái tiếng voi y hệt như thế ở bên dưới rồi việc tiếp theo bạn sẽ dán cái này ra à, bạn dán hết cái timeline này ra dán kịch ra dán cái timeline làm ra ra thì để làm gì đâu để mà các bạn có thể đếm được từng frame ví dụ ở đây là một frame này sang đây là cái vạch này là hai frame này ba frame này đó thì bây giờ bạn sẽ để cho mình là một frame thì cái audio bên dưới bạn sẽ kéo lùi xuống một tí À, kéo lùi tức là lùi đúng một frame tức là audio bên dưới là kéo lùi xuống một frame bởi vì bản thân ấy, cái hiệu ứng mà mà vang tiếng vang tiếng vang ấy nó chỉ là một cái ví dụ bạn nói này sau đấy là nó sẽ có tiếng vọng lại ấy, thì nó sẽ delay, tức là nó sẽ sẽ làm chậm cái cái giọng nói đấy đi thì ở đây bản thân mình sẽ làm y hệt như này bạn có thể để một một frame hoặc để hai frame đấy là tùy bạn nghe thế nào cho nó hợp nếu bạn để hai frame hoặc ba frame nó sẽ vạ vọng rất là xa ví dụ như là oh, hello cái nó lại phải hello, hello 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 đấy thì uh, đấy là ok rồi nhưng mà cái tiếp theo bạn có thể làm đó là bạn giảm uh, giảm tiếng của nó xuống một tí bởi vì khi bạn nói sau đấy là bạn vang thì cái tiếng vang đấy bao giờ nó nhỏ hơn cái tiếng nói ban đầu để, để giảm thì bạn có thể kéo ở đây bạn dùng cái thanh trắng này bạn kéo hoặc là chính xác hơn thì bạn sẽ kích nó À, sau bạn đi đến phần audio ở đây các bạn bạn nhập số vào đây ở đây là 0 db là 0 decibel nhé thì là nó là cái mức không sẽ bạn nhập vào bạn có thể trừ 2 hoặc trừ 3 ví dụ trừ 3 db Xong bạn enter đấy là cái tiếng này nó bé hơn một tí rồi đó là bạn đã tạo được cái gọi là độ vang cho video à, độ vang cho cái cái tiếng của bạn rồi đây là uh, play để mình play cho các bạn xem nhé đấy Bây giờ giọng mình nói nó vang chưa? Đấy, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Giọng vang. Dễ đúng không? À, bây giờ mình thử là thử là delay nó khoảng tầm 3 2 2 frame xem như thế nào nhé À 2 frame. Ví dụ này là 2 frame đây 1 frame rồi đúng không? À, kéo nó ra hết này. Bây giờ mình sẽ delay khoảng 2 frame. À, thì nó sẽ xa hơn một tí. Đây. Bây giờ 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 mình, mình nói, nói nó, nó vang chưa thấy chưa tức là nếu mà bạn chỉnh cái delay nó càng nhiều ấy, thì nó sẽ vang càng xa càng uh, càng nhiều hơn à, và một cái nữa nếu như mà bạn copy cái cái lớp này và bạn lại dán xuống ở bên dưới và bạn lại cho nhỏ nó đi một tí nữa thì nó lại càng cái tức là cái tiếng nó nó vang này vang sau nó vang bé đi một tí nó lại bé đi một tí bé đi một tí, một tí nữa tức là bạn càng nhân nhiều layer ở dưới thì nó lại càng bé nữa à, đây ví dụ mình có thể ví dụ luôn cho các bạn mình copy này xong mình để đây nhá. ví dụ vẫn để là hai đúng không à 2 hai frame rồi mình sẽ khóa cái này lại đó xong mình ctrl v mình dán và lúc nãy ở cái trên ấy là mình giảm là trừ ba đúng không đến cái cuối à cái dưới này mình sẽ giảm đi là trừ sáu à, enter bây giờ nó sẽ tiếng nó vừa vang và nó lại nhỏ dần đi nó lại hay hơn nữa cơ đây à, mình sẽ play các bạn xem đấy. Đấy bây giờ, 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 giờ mình nói, nói nó vang chưa vang Xin chào, chào bạn. các bạn Chào, chào mừng các, các bạn đến với channel của mình, mình. Giọng, giọng vang chưa các bạn đơn giản đúng không đấy là, là hướng dẫn làm nào để các bạn có thể tạo ra cái tiếng vang cho tiếng nói của mình à, hoặc là đổi giọng của bạn như giọng robot hoặc là giọng chị Google bằng phần mềm FiMoRa các bạn có thể áp dụng cái thủ thuật này với các phần mềm khác thì cũng được OK À, mình hy vọng là video này hữu ích với các bạn và chúc các bạn sẽ làm được nhiều video hay hơn nếu như bạn nào có bất kỳ câu hỏi nào thì bạn có thể comment bên dưới nếu như bạn nào muốn nhờ mình mua hộ fimora thì xem thông tin liên lạc ở bên dưới phần mô tả ok chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại ở những video lần sau goodbye